Chào tất cả mọi người, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chuyển tiền từ ứng dụng Viewcard này vừa cái đồng BUSD và mình sẽ chuyển lên sàn Bybit. Thì đầu tiên là mọi người mở cái ứng dụng Viewcard này lên. À ở đây nếu mà anh em nào chưa có ứng dụng Viewcard á thì mọi người có thể click vào cái link ở bên dưới video để mà mọi người tải cái ứng dụng này vừa. Rồi tiếp tục mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chuyển cái đồng này sang BUSD đầu tiên mọi người mở cái ứng dụng này lên mọi người nhấn vô cái tab cuối cùng cái tab qua lịch này nè rồi mọi người sẽ nhấn vô cái chữ exchange này đầu tiên á là mọi người sẽ nhấn vô chữ exchange này để mà mình chuyển cái đồng mà mình đào được á sang cái đồng UHGT này và từ cái đồng này mình sẽ swap sang cái đồng BUSD này và từ cái đồng này mình sẽ chuyển lên cái sàn rồi đầu tiên mình sẽ làm theo thứ tự này Mình nhấn vô cái chữ exchange này Rồi mình mát mát luôn Có nghĩa là mình điền tất cả những cái đồng mà mình đào được ấy, Tổng cộng là 820.968 Thì ở đây mọi người chú ý Để mà mọi người chuyển được ấy, Thì tối thiểu mọi người phải có 800.000 cái đồng này Thì ở đây mình có 820.000 đồng Nên mình chuyển được rồi cuối cùng mình sẽ nhấn vô cái nút Submit for Review này để cho những người mà uh, admin của cái, cái ứng dụng này người ta sẽ đồng ý thì từ đó mình mới chuyển được sang cái đồng kia để mình nhấn vô Submit for Review này Thì đây mọi người thấy không Ở dưới này nó có In Review này 820.968 đồng này thì đây mình sau khi mà mình submit cái này á, mình chờ một thời gian thì nó sẽ cầm vượt tới cái đồng UHGT này thì ở đây sau khi mình nhấn cái nút này á, mình chờ một thời gian để cho admin của cái ứng dụng này người ta đồng ý thì mình sẽ được phép cầm vượt tới cái đồng UHGT và từ cái đồng UHGT thì mọi người có thể cầm vượt tới cái đồng swap swap tới cái đồng BUSD thì đây sau khi mình chờ khoảng một tiếng thì nó để chuyển cái đồng mà coi mà mình đào được sang cái đồng UHGT Thì ở đây các bạn có thể thấy là 820.968 đồng UHGT này Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chuyển cái đồng UHGT này sang cái đồng BUSD Thì để chuyển thì các bạn nhấn vô cái nút Swap này Swap and Transfer này Rồi rồi ở đây các bạn có thể chuyển 25% này, 50%, 75% này. Thì ở đây mình chuyển hết thì mình nhấn vô cái nút mát này. Đó, hoặc là các bạn có thể tự điền cái con số vô này. Thì ở đây 820.968 đồng thì tương đương với 1.6 BUSD USD. Thì ở đây mình tiến hành swap này, nhấn sang cái nút swap. Rồi sau khi mà mình swap một lúc á thì nó đã thành công rồi nè, mình quay lại đây. Đó, nó refresh lại cái đồng BUSD này. Thì đây các bạn có thể thấy là 1.6 BUSD USD nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gửi lên sàn Binance hoặc là sàn Bybit. Thì ở đây cụ thể là mình gửi lên sàn Bybit. Thì ở đây đỡ gửi lên sàn Bybit thì tương tự các bạn cũng nhấn vô swap and transfer. Rồi thì các bạn nhấn vô cái withdraw này, withdraw, nhấn vô withdraw nè. Thì ở đây các bạn điền cái địa chỉ mà các bạn gửi á và cái mã code của Gmail thì đây mình sẽ lấy cái địa chỉ ở trên Bybit đây mình mở ứng dụng Bybit lên nè rồi mình sang cái mục tài sản nè mình nhấn vô nạp tiền rồi mình search cái đồng BUSD thì ở đây những cái sàn khác nông tương tự ví dụ sàn Binance hoặc là những cái sàn mà có đồng BUSD ấy, thì các bạn gửi tương tự rồi mình chọn cái đồng BUSD nè thì ở đây các bạn nhớ là chọn cái địa chỉ là bếp 20 nha. Ở đây nó có nhiều cái 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 địa chỉ gửi này, cái mạng gửi á. Thì ở đây các bạn nhớ là chọn cái bếp 20. Bếp 20, rồi ở đây mình sao chép, sao chép cái địa chỉ này. Rồi nhấn vô sao chép địa chỉ. Rồi tiếp theo mình sẽ dán cái địa chỉ này vô. Đó, mình dán vị trí rồi mình sẽ xen một cái mã code tới gmail của mình nhấn vô nút xen này để nó xen mã code rồi ở đây nó gửi mã code tới gmail của mình mình sẽ lên gmail của mình mình lấy cái mã code đây gmail đây đó will kết nè withdraw we'll nè thì đây mà code là 677011 nè các bạn điền là 677, 677 011 rồi sau khi mà confirm xong cái địa chỉ mail á và dán cái địa chỉ gửi rồi các bạn nhấn vô cái cái nút quyết trao này nhấn vô nút quyết thì khi mà các bạn nhấn vô cái nút quyết ấy thì nó sẽ tiến hành nó review nó xem xét cái cái này trong vòng 24 đến 48 giờ. Ở dưới này nó có ghi này trong vòng 24 đến 48 giờ cái mục số 2 này này. Thì trong vòng 24 đến 48 giờ thì nó sẽ chuyển cái cái đồng boder này lên trên sàn Bybit. Ví dụ đây mình chuyển lên sàn Bybit thì nó có trên sàn Bybit. Còn nếu mà các bạn chuyển trên sàn nền thì trong vòng 24 giờ đến 48 giờ thì nó sẽ gửi cái boder này lên sàn nền cho mọi người. Thì ở đây nó có cái nút cancel Thì trong lúc mà nó review á Thì nếu mà các bạn đổi ý các bạn không gửi Không chuyển cái đồng này lên sàn nữa Thì các bạn có thể nhấn cancel Cancel with round nè Rồi các bạn quay lại Thì hôm qua mình gửi cái đồng Builder Từ ứng dụng Vietcap về sàn Bybit Thì sáng nay mình thức dậy mình đã thấy mình đã thấy Bybit nó thông báo là mình nhận được cái đồng Builder rồi thì hôm qua mình thấy là nó thông báo từ 12 giờ đến 24 giờ nhưng mà thật chất là mình tính là khoảng 10 giờ 10 giờ hơn 10 giờ xíu là cụ thể ở đây là mình thấy thông báo từ lúc mà đây thì ở đây bài biết đã xác nhận tiền nạp là 2 giờ lúc 2 giờ 19 phút nè 2 giờ sáng khoản tiền là 1.4 BUSD nè ở đây nó có tính phí nữa hôm qua là mình gửi là 1.6 thì ở đây nó tính phí là còn lại là 1.49 nè thì đó mình mở ứng dụng bay biết lên mình coi nè đây mở bay biết lên thì hôm qua cái tài khoản của mình là 126 chấm máy á. bây giờ nó tăng lên 127 nè chấm 73 nè ở đây support là 4 đô nè Đây nó có đồng BOWEDER nè 1.49 nè Thì uh, trong video hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người cách chuyển coi đào từ ứng dụng Vietcap Đến uh, đồng BOWEDER và gửi đến sàn để mà mình làm những việc khác Hy vọng là video giúp ích nhiều cho mọi người Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo